Hôm giờ kiếm mấy mớ tép đi câu nè. Có gì nó giận giận trong giới này ta. Đây nè mọi người ơi, một đống luôn nè, mình không biết mấy con nữa. Đủ dến gì thì một mẫu luôn. Mình có được nhiều con. Có con, có kháng trùng á, có kháng trùng, kháng trùng. Có được nhiêu con? Một, hai. Ô, ngắn ngắn ngắn. Nó chạy, nó chạy. Cái đẩy gì? Nay kênh nước cạn ghê luôn mọi người ơi. Này rồi, hôm mình dở cái giới mình kiếm một mớ tép đi câu cá rô nha. Cạn này không có rô, có nhóc luôn à, rô cá chốt à, đủ ăn luôn. Cạn dài ra mấy đám cỏ rồi, còn cái gồ nhóc luôn. Đây, mình đặt cái dến chỗ này nè. Mình dở kiếm mấy mớ tép để đi câu nè. Có gì nó giận giận trong giới hả ta? Chỉ có con gì trong giới á, giận giận ở trong này. Không mình lấy xô mình bê mình nên đổ coi có gì bê mà nó giận giận ngoài nước nước thì không có gồ hết sảy rồi mọi người ơi, quá ngon. Mà đem nhờ mình lấy xô mình đi dở coi kiếm mấy cái tép để đi câu cái gô này. Hello mọi người nha. Rồi giờ mình sẽ bơ cái chiếc xuồng này mình xuống mình đổ dến, rồi sáng mình thấy trong cái dến nó quậy quá trời luôn, không biết con gì trong đó. Để coi mình xuống ra thăm có con gì trong đó nha, mọi người cùng theo dõi nha. Đây chiếc xuồng nước cạn mình kéo lên mé luôn nè. Dậy nó xuống. Rồi. Nó trôi. Trôi. Chút nữa là nó trôi mất tiêu rồi. Cái giới mình đặt rồi. Nước cạn có vô cá lóc lươn gì kia lắm. Mà biết nghe thấy quậy quậy. Nãy tới giờ mà biết con gì trong. Rồi để lấy cái dầm bơi cái gì xuống. Tính cái má tép để câu cái gồm.
trống luôn, là mình biết mấy con nữa đổ dến gì thì mình mổ luôn. Có được nhiều con, có con, có cắn trung á, con cắn trung, cắn trung, cắn trung kìa. Con chạy đâu rồi? Nhanh vậy? Ok mẹ đi. Con sẽ được nhiêu con? Một, hai. Ô, nhắn, nhắn, nhắn. Nó chạy, nó chạy. Cái đẩy. Con cắn trung. Ồ này nhỏ mà chạy nhanh dữ trời. Chục con không? Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một con mọi người. Quá rồi, quá rồi. Chạy quá rồi. Đây, giả một cái dến vô. Con là cá lâu kiến không? 11 con. Hết hồn chưa? Đi đâu ngủ đâu, uống hội đồng theo hay gì? Hết biết không? Này hồng xả không mọi người? Ngon lắm luôn á. Quá trời ngon rồi. Xả là hết ý luôn. Đây người, người coi cận cảnh nha. Nè, ngon chưa? Hết hộp chưa? À, đây, quá ngon mọi người ơi. Thôi cái video của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh phía dưới miễn phí để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào.